Xin chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hiện tại anh đang có mặt tại vị trí này là đường Hà Huy Giáp nha quý vị, thuộc khu lấn biển, ở đây là thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ha. Hôm nay em giới thiệu cho quý vị một ngôi nhà mình ha. Ở nhà mình nằm tọa lạc tại vị trí này là mặt tiền đường Hà Huy Giáp nha quý vị. Nhà mình có thiết kế là một trệt một lầu nha quý vị, và có công năng sử dụng là 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ và 2 toilet nha. Nhà rất là hiện đại. Nhà mình là có hướng là hướng Tây Nam nha quý vị. Đây là quang cảnh của cái đường Hà Huy Giáp nè. Đây là mời quý vị ra tham quan cái đường Hà Huy Giáp ha. Đường Hà Huy Giáp mình là lộ giới là 6 mét nha quý vị. Từ đây mình cách mặt tiền đường 3 tháng 2 có khoảng 150 m nha. Cái hướng này đi ra ngoài đường 3 tháng 2 nè. Còn cái hướng này mình đi ra ngoài đường Phạm Hùng ha. Và cái hướng anh em bên đây là mình thông ra ngoài đường Nguyễn Văn Cừ được nha quý vị. Đây là hôm nay em giới thiệu cho quý vị một ngôi nhà mình ha. Nhà mình là một trệt một lầu nha quý vị. Có diện tích là chiều ngang là 5 m và chiều dài là 15 m nha. Đây là mặt tiền của ngôi nhà nè. Nhà thì một trệt một lầu nha. Một trệt một lầu nóc thái. Đây là sân trước mình có sân đậu xe ha. Có cái cổng sân đậu xe nè. Đây là không gian của cái sân đậu xe ha. Sân đậu xe mình cũng được 2,5 m nha quý vị. Và trước mặt mình là có cái phòng khách ha. Bước vô có cái cổng chánh nè. Cổng chánh mình là có cổng 4 cánh nha. Cổng chánh mình là cổng nhôm sinh pha nha quý vị. Đây là không gian của cái phòng khách nè ha. Phòng khách mình rất là hiện đại nha quý vị. Nhà thì nhà mới 100% nha. Còn bên đây thì mình có cái kệ tivi rồi ha. Nhà rồi đóng trần nhà, trần ốp tường rồi rất là đẹp nha quý vị. Còn trần thạch cao, trần là trần thạch cao nè. Còn đèn thì đèn âm trần ha. Và chính giữa mình có một cái đèn, cây đèn chùm nha quý vị. Ở đây là không gian của cái phòng khách ha. Và bước vô mình có một cái hành lang đường đi nè. Hành lang đường đi mình thì có một phòng ngủ nha quý vị. Đây là phòng ngủ đầu tiên nè. Đây là không gian của phòng ngủ số 1 ha. Cửa thì cửa nhôm sinh pha nha quý vị. Còn ở đây thì cái trần nhà mình thì là trần thạch cao ha. Đèn thì đèn âm trần. Còn ở đây có một cái tủ áo luôn nha. Đây là không gian của cái phòng ngủ số 1 nè. Tủ áo rồi mình tặng hết luôn nha quý vị. Nhà thì đang rao bán với giá là 2.950.000.000 nha. Đây ngoài sau thì mình có cái không gian bếp nè. Đây là không gian của cái bếp ha. Ở chính giữa mình cũng có một cái đèn chùm thả nha quý vị. Và trần nhà thì là cũng trần thạch cao, đèn âm trần luôn nha. Kệ tủ thì kệ gỗ nha quý vị. Tủ bếp thì kệ gỗ đó. Còn ngoài sau đây thì mình có một cái sân sàn nước nè. Một sàn nước và một cái toilet ha. Đây là không gian của toilet nè. Toilet rất là sang trọng nha. Rồi sen tắm đứng rồi nè. Rồi tắm đứng rồi đầy đủ ha. Rất là sang trọng nha quý vị. Toilet thì ốp gạch tới trần nhà nha. Rồi mời quý vị lên tham quan từng một ha. Đây là em quay từ sau ngoài trước cho quý vị dễ hình dung hơn ha. Đây là không gian của cái phòng bếp nè. Có đầy đủ hết trơn ha. Tủ chén, tủ gì rồi, tủ bằng gỗ hết ha.
Đây là hình dung ra ngoài, từ ngoài sau ra ngoài trước nè. Rồi mời quý vị lên tham quan tầng 1 ha. Tay vịn là bằng gỗ nha quý vị. Còn mặt cầu thang này được ốp đá hoa cương nha. Bên trần đây, dắt bên đây là mình có ốp gạch hết luôn nha. Ốp gạch tới trần nhà luôn á. Tay vịn thì kính 10 ly cường lực nha quý vị. Bước qua đây thì mình có một cái phòng số 2 ha. Đây là không gian của cái phòng số 2 nè. Cửa phòng thì cửa sinh nhôm sinh pha nha quý vị. Và bên đây mình cũng có một cái tủ áo luôn. Còn cái trần nhà thì trần la phong thạch cao nha. Đèn thì đèn âm trần. Nhà rất là hiện đại nha quý vị. Nhà thì mới 100% nha. Và bên đây mình thì phòng ngủ số 3 nè. Đây là hành lang đường đi bước qua phòng ngủ số 3 ha. Đây là không gian của phòng ngủ số 3 nè. Phòng ngủ số 3 mà cũng rất là rộng rãi nha quý vị. Cũng có tủ áo rồi đầy đủ ha. Còn bên đây trần nhà thì cũng trần thạch cao luôn nha quý vị. Đèn thì đèn âm trần. Còn bước kế tiếp thì mình có một cái không gian của phía sau ha. Lấy gió vô nè. Và bên đây thì mình có một cái toilet ha. Đây là không gian của toilet nè. Toilet mình xài hàng cũng cao cấp nha quý vị. Lavabo bằng cầu kính rồi ha, đầy đủ. Có giò sen rồi nè. Đây là còn có trần nhà nè ha. Đây là mình từ ngoài sau mình hình dung ra ngoài trước nha quý vị. Từ ngoài sau này hình dung ra ngoài trước nè. Ngoài trước này thì mình có một cái phòng thờ ha. Rồi có một cái ban công. Đây là không gian của cái phòng thờ nè. Phòng thờ mình rất là rộng nha. Không gian này rất là rộng. Trước mặt phòng thờ mình có cái cổng chính là cổng hai cánh nha, nhôm sinh pha. Còn cái này trần nhà mình là trần la phong thạch cao nha quý vị. Đèn thì đèn âm trần ha. Rất là đẹp nha. Rồi bước ở đây mình có một cái ban công nè. Nhà thì rất là đẹp nha quý vị. Bước ở đây là mình hình dung luôn nè. Đó, có cái chi cục thế đó. Kế bên kho bạc luôn nha quý vị. Đây là không gian của, đây là quang cảnh của cái đường Hà Quy Giáp nè ha. Đó, đứng đây là mình có một cái chi cục thế đó. Cách có khoảng 70 mét ha. Đây là còn đây là cái hành lang đường đi nha quý vị. Đây hành lang đường đi của trên lầu nè, rất là rộng rãi nha. Rồi quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Còn giá em có để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.